Tôm hùm đất bà con, tôm hùm đất có nhiều người thích ăn lắm, nhưng mà vui lòng đừng ăn, bởi vì tôm hùm đất này là nó xấu đi cho sức khỏe mọi người, nó nguy hại đến bản thân nha bà con, cho nên đừng ăn tôm hùm đất. Đó là tôm hùm đất á, cấm mà không cho nhập khẩu hay là tiêu thụ, người bán ở chợ cũng bị cấm không bán, nhưng mà chúng nó cũng ham lời, cho nên cũng có thể bán. Bà con đừng có mua, đừng có ăn, đừng nghe lời tuyên truyền tầm bậy nha bà con, bởi vì tôm hùm đất là một loại giun nguy hiểm, nó tấn công vào phổi. Trong tôm hùm đất nó có loại giun đó, tấn công vào phổi này, tên gọi là paragonimina licoti, phát tán nằm bệnh dịch như là chẳng hạn nấm tôm, nấm ở nhà, nấm tôm, nấm rơm, gây ra bệnh sáng lá phổi. Tôm hùm đất nấu chín thật kỹ cũng có thể ăn được, nhưng rủi ro nó rất nhiều đó, bởi vì rủi ro sức khỏe là quá cao. Vậy bà con ta ăn thứ khác nha, đừng ăn tôm hùm đất Trung Quốc nó đem qua, nó nguy hại cho bản thân người con, người nghe, người mình dùng. Cho nên tôm hùm đất này nó không có lợi gì cả, mà nó ham lời thì nó cũng giấu giấu bán nó ngon nó ngọt để cho nó bán cho mình, thì bà con cũng đừng mua. Tại vì cấm rồi, cấm nhập khẩu, mình không có nhập khẩu tôm hùm đất này, bởi vì tiêu thụ hay tôm hùm đất nó bị một loại giun nguy hiểm tấn công vào phổi. Loại giun này có tên là Paragonima licato, phát tán mầm bệnh dịch, bệnh nấm tôm đó, bệnh nấm tôm nó phát tán nhiều bệnh vậy, nó gây ra bệnh sáng lá phổi. Tôm hùm đất nấu chín thật kỹ thì cũng ăn được, nhưng rủi ro cho sức khỏe là nhiều hơn, là quá nhiều. Vậy ta đừng ăn nha bà con. Bà con ơi, ăn thứ khác nha, tôm hùm đất Trung Quốc nó đem qua, nó nguy hại đến bản thân cho mình. Rồi, chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Chào chào, xin chào, nào, mạnh khỏe bà con ơi, vui vẻ, trẻ đẹp.